rồi. Tôi có một đôi vài lời một chút xíu, một phút thôi, rồi chúng ta sẽ nhận quà theo phiếu khoa mỗi phiếu của bạn về. Thì thứ nhất là chúng tôi là hội câu lạc bộ dưỡng sinh Thiền Quân Viên của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là thành phố Mỹ Tho thuộc tỉnh Tiền Giang, và cùng các nhà hảo tâm Ngô Thị Thiên, giống Ngô Thiên, nói chung là ở trên Đồng Nai, cô xin quà nhân dân và các nhà hảo tâm khắp mọi nơi đã về đây. Thứ nhất là thăm bà con cô bác, hay là có một ít quà như là các bạn đã thấy đó, chúng ta có là mì, dầu sức khuẩn mũi, rồi hũ thuốc giấm mát xịt kẻ lở, rồi bánh tay, rồi bánh mì sườn quýt, và một cái bao thơ có đường nữa, và mỗi bao thơ là trị giá là 100.000. Thì ở đây thì chúng tôi đã gửi tổng số cho tất cả các bạn vừa khu ở đây và ở chỗ dưỡng lão đó, thì tổng số là 250 sức. Chúng tôi không mong mỏi gì hơn, giữa cái tấm tình thâm tình thiêng liêng của chúng ta với nhau, không phải là các bạn là riêng mà chúng tôi là riêng, mà là tất cả mọi người chúng ta đây là máu mủ ruột thịt với nhau, đã đời nhiều đời nhiều kiếp rồi, hôm nay chúng ta lại có duyên lành gặp nhau nữa, nhắc nhau chúng ta nếu đạo Thiên Chúa, đạo Công giáo thì hướng về Chúa Giêsu đi, nếu chúng ta là đạo Phật thì các bạn luôn luôn trụ tâm ngay giữa chân bàn được ấn đường chỗ này, thì Nam Mô Di Đà Phật trung tâm. Thì sau khi mà chúng ta hết nhiệm vụ rồi, chúng ta sẽ bỏ cái xác này, vì ai cũng phải tứ đại mà đất nước gió lửa, thì hết cái xác này trả về với lòng đất, trở về các bụi, thì hồn chúng ta sẽ thăng thiên trở về Chúa, hoặc Chúa trở về Phật. Các bạn có đồng ý không? Rồi thì trước khi dứt lời, chúc tất cả bà con cô bác ở đây luôn an lạc, luôn được nhiều sức khỏe, luôn mau hết bệnh và hòa nhập cộng đồng, sống hạnh phúc và an vui. Xin thành thật cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thêm ba điều ba nữa đây. Nhớ niệm Phật nha. Nhớ niệm Phật nha. Con là con nhờ Phật. Con nghe chưa? Dạ niệm Phật nha con. Con đi niệm Phật. Các quý vị ở Thiền Phú Vi ở hải ngoại Canada của cô Mỹ Kim,
gửi về đây. Chúng tôi sẽ thay mặt quý vị đó để đến trước là viếng thăm chùa, thứ hai là thăm các bạn. Thì có những cái phần quà như là mỗi bạn là một thùng mì 30 gói, rồi dầu ăn 1 lít nước tương, rồi kẹo, bánh, đường, bột ngọt, các thứ là trị giá là với 100.000 tiền mặt, trị giá là khoảng 300.000 một suất cho một người. Thì trong cái chương trình làm việc thiện nguyện này có những việc sơ suất thì mong bà con cũng quan hỷ tha thứ vô bỏ qua, bởi vì hồi sáng này tranh thủ nhưng mà không có kịp thời gian để bà con ngồi như thế này thì thấy rất là tội. Mong bà con cũng quan hỷ. Và chúng tôi cũng hết sức là cảm động qua cái chuyến đi của Phú Bảo kỳ rồi đó, cơn bão số 10 đó, thì đến đây thấy bà con rất tội. Vì thế mà chúng tôi mới về cảm thấy buồn quá và nó cảm thấy nó xúc động quá, cho nên mới là lưu lại đây một lần thứ hai để ngõ hầu giúp cho bà con thêm của ít lòng nhiều đó. Thật thử ra là cũng không bao nhiêu nhưng mà cái tình cái nghĩa rồi. Rất là cảm ơn và chúc tất cả bà con cô bác nhớ niệm Phật như hồi nãy, niệm Phật trong tâm và trường chay, ăn chay thôi, ăn chay, ăn niệm Phật ăn chay để mình thăng tiến thiên đàng để giải thoát luôn, theo sư cô và sư cô Minh Tú, sư bà Chu Đức Sơn. Thành thật cảm ơn các bạn và chúc cô luôn sẽ được vui an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý sư cô, ni sư Minh Tú, chùa Đức Sơn. Kính thưa quý vị Phật tử ở Tiền Giang, Mỹ Tho, thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là quý vị Phật tử ở phương xa. Hôm nay cho phép em được xin đại diện cho hội người mù và khuyết tật và một số các cháu bài nào như trong màn ảnh của quý vị Phật tử đi phát tận tâm. Hôm nay xin thay mặt cho hội không quản ngại đường xa xa xôi của quý vị Phật tử ở phương xa mà còn nghĩ thương tình về thăm chùa Đức Sơn, bên cạnh còn hỗ trợ cho những người nghèo và người tàn tật, mà trong đó có hội người mù và khuyết tật xã Hưng Vinh của chúng em. Kính thưa quý vị, trước ánh mắt của quý vị, chúng em là những người kém may mắn nhưng mà luôn luôn lạc quan, đùm bọc, thương yêu nhau được là nhờ ảnh hào quang của chư Phật, mà đặc biệt là dư đoàn các quý vị Phật tử Mỹ Tho, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt là một số hải ngoại và tỉnh Đồng Nai có mặt hôm nay đã phát quà cho bà con của chúng em. Tinh thần của quý vị đã giúp cho chúng em không còn nỗi bất hạnh nữa. Vật chất của quý vị mang lại cho gia đình của chúng em giảm bớt phần nào trong khó khăn cuộc sống đời thường, mà đặc biệt vừa rồi bão lụt đã thăm hỏi, mà nay là lần thứ hai mới không đầy 3 tháng. Một lần nữa cho phép em được xin đại diện cho 220 người có mặt 200 hôm nay, xin cầu nguyện mười phương chư Phật thường gia hộ cho quý vị ân nhân ở phương xa sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc để tiếp bước, và cùng với quý vị Phật tử ở phương xa chung sức chung lòng làm từ thiện để cho quý vị Phật tử phát quả hôm nay được làm theo hạnh nguyện và là con Phật. Một lần nữa cho phép em xin hồi hướng công đức vô lượng và luôn niệm Phật cầu gia hộ cho sư cô, quý cô chùa Đức Sơn, mà đặc biệt là quý vị Phật tử ở phương xa sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Xin phép được thay mặt đoàn gửi anh 2.4 triệu, mỗi chuyến xe là 600.000, 2.4 triệu anh gửi cho tài xế nha. Rồi khỏi thâu tiền người ta. Dạ đúng. Cái đồng tiền này là đồng tiền đúng đá chúng em đi là một người là 15.000. Dạ. Nhưng mà đi là không thâu nữa, thì một lần nữa cũng cho phép em xin đại diện cho hội xin ghi nhận và chân thành tri ân cái tổng long vàng của quý vị. Khỏi thâu bà con trên xe. Rồi cảm ơn nha. Rồi chúc mừng nha. Dạ đúng đá là em hồi hướng nhưng mà rồi thôi chứ. Dạ rồi. Dạ rồi. Có thuốc cảm sốt nhức đầu đó, cái dĩ đó ăn uống một viên thôi, một viên thôi, nhức răng uống cũng hết. Cho đây một phần quà đi, nắng quá nè. Cảm xúc nhức đầu. Rồi bao nhiêu người đi. Có cái thuốc viên cảm sốt á.
cảm giác đầu sốt cái dĩ thuốc đó, tôi cảm đó, khi bị sốt uống vô viên. Dạ đúng rồi cái đó đó cô. Dạ bên Úc gửi về đó, bên Úc á. Sách phụ bà, xuất phụ bà. Đưa bạn sách hết đi con. Ok, rồi. Rồi ok. Rồi cô, cái này là thuốc cảm đó nha cô. Yeah. Cái vị thuốc đó thuốc cảm á. Yeah. Uống viên ăn cơm uống vô cảm sổ mũi. Cảm sốt nóng, cảm sốt. Nhức răng, nhức đầu cảm sốt. Ăn cơm ngủ vô. Thuốc cảm sốt nhức đầu á. Đây là hỗ trợ nha. À, hỗ trợ. Rồi đi con. Chị lên đứng dựa ngay giữa ngay khúc thư á, em đứng đây vậy.
Không biết bơi hả? Qua trước hết này, bụng rút qua trước này. Dạ. Yeah. Lên cái cầu cung kính. Dạ, nguy hiểm. Yếu đi là cung kính cái cầu nó dấu hiệu nó sàn rồi. Dạ. Đi nhiều quá anh thấy nó có cái này cung kính luôn á. Dạ. Đi qua. Ok, đây đây, đưa anh này, chụp cho. Hả? Chụp cho anh em nó giùm đi. Đây máy của anh còn có những cái để đó, ngay khoảng giữa này bị xuống cấp rồi phải nối sắt để cho bà con đi qua đi lại. Gung ginh ghê quá phải không? Đi gung ginh luôn á. Dạ. À. Đi gung ginh luôn phải không chị Nhận? Giống như đang kinh giống không? Cảm ơn các chú, cô, các bà. À. Cảm ơn các chú, cô, các bà. Được nhận quà quá không? À, đi thấy cung kinh không chị? Quá rung luôn, dạ. Hợp luôn, dạ. Đúng. Ừ. Chờ sắp đổ cơn mưa sao anh còn đứng đó? Cái này gọi là qua cầu mà lung lay, qua cầu là gió. À, qua cầu mà cung kinh, giống như đang trên chổng lúc lắc luôn. Ừ. Bao năm cách xa chốn quê xưa, mẹ tôi đang ngóng chờ, còn đó lời ru ơ âu ơ tháng năm tuổi thơ. Bao đêm con thức trắng mong ngày sau con sẽ trở về gặp lại mẹ tôi nơi mái nhà dắt lá cuộc xưa. Buồn da con thơ xa cách mẹ đã bao năm trường, nỗi nhớ mênh mông tóc mẹ già giờ như đã phai. Ai xui chi con dòng đời chia cách nhau xa xôi chốn phương nào, dòng sông con nước trôi
cách xa rồi mẹ. Cách xa bao nỗi thương mẹ tôi giờ đang ngóng chờ, mong ngày gặp con để vơi niềm nỗi nhớ mẹ. Xa bao ngày thương mẹ tôi giờ đang ngóng trông, mong sao con gặp mẹ để vơi niềm nỗi buồn mẹ tôi. Giờ đây con lớn khôn cả rô đồng quay về tìm mẹ nơi chốn xưa, nơi xóm nghèo hoành. Con sống bên hàng cao và theo gió đưa, xa xăm nghe tiếng gió mẹ xa rồi con gì mà mong. Bao năm cách xa chốn quê xưa mẹ tôi đang ngóng chờ, còn đó lời ru ơ âu ơ tháng năm tuổi ý thơ. Bao đêm con thức trắng mong ngày sau con sẽ trở về gặp lại mẹ tôi nơi mái nhà dạt lá cuộc xiêu. Buồn và con thơ xa cách mẹ đã bao năm trường, nỗi nhớ mênh mông tóc mẹ già giờ như đã phai. Ai xui chi con dòng đời chia cách nhau xa xôi chốn phương nào, dòng sông con nước.
cánh cô đâu còn ghé chốn quê xưa. Giếng nước năm nào bóng ngoài giờ ra sao, đau thắt trong lòng ngoài tôi nay đã cho ta nhiều mơ màng. Cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lợi danh. Người thì lao đao, còn người kia trông sang giàu. Kiếp sống vô thường, quá nhiều khổ đau. Đời tựa mây bay, đâu ai hay làm kiếp người. Nơi chốn du hành là địa ngục trần gian, mà sao ta cứ hơn thua tranh giành, cứ lanh quanh chữ tiếng như con thuyền lạc giữa biển khơi. Ai ơi, sống ở trên đời đừng nên chua chát với người với ta. Sống xa hoa, sống trong ngọc ngà, hãy nhớ rằng nhân quả không phải ở đâu xa. Sống không khinh, không ghét, không hận thù, thì buồn vui sướng khổ chiều vào thu. Đời tựa chim bao đêm, thâu đêm nhiều trăn trở. Hãy sống thương người như là thế thương thân, thì ai ơi, sống ở trên đời hãy nhớ
nhớ rằng một lời ta là cát bụi mà mây bay đâu ai hay làm kiếp người, nơi chốn du hành là địa ngục trần gian, mà sao ta cứ hơn thua tranh giành, cứ lanh quanh chữ tiền như con thuyền lạc giữa biển khơi. Ai ơi, sống ở trên đời đừng nên chua chát với người với ta, sống xa hoa sống trong ngọc ngà, hãy nhớ rằng nhân quả không phải ở đâu xa, sống không khinh không ghét không hận thù thì buồn vui sướng khổ chiều vào thu. Đời tựa chim bao đêm, thâu đêm nhiều trăn trở, hãy sống thương người như là thế thương thân. Thì ai ơi, sống ở trên đời hãy nhớ rằng một lời ta là cát bụi mà trên đời, hãy nhớ rằng một lời ta là cát bụi mà thôi. Thì ai ơi sống ở kính thưa các bạn, hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2021, thì đoàn truyền diễn thì đơn vị diễn sinh, câu bộ diễn sinh ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở Tiền Giang của hội truyền của Bi. Chúng tôi sau khi làm việc thiện nguyện ngày 20 hôm qua thì cứu trợ cho 700 đồng bào gặp khó khăn về khuyết tật tại chùa Đức Sơn và Quảng Bình. Thì hôm nay chúng tôi ngày 21 chúng tôi có duyên lành đi lên Cáp Tre Bà Nà Hiêu để viếng thăm và nghỉ dưỡng trong chương trình hết năng suất là tuyệt vời. Và thành thân mà nói là cũng nhờ bề trên đẩy Bổ Thần Quân Địa cũng như Long Thần Quang Tổ, chúng tôi được cái chuyến đi sum vầy yêu thương và nhớ mãi trong cái chương trình làm việc như này. Chúng tôi thay mặt đoàn kính chúc tất cả quý vị theo dõi chương trình này luôn nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và tu hành chắc đạo kiếp này. Nam mô Di Phật, nhận thức thế mình.